Người Indonesia cay cú khi Michelin bất ngờ gọi tên cà phê Việt Nam là tuyệt tác thế giới. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, người Indonesia vẫn luôn tự hào bởi thứ cà phê trồn Luwak, một loại cà phê rất đặc biệt của họ, và thế giới luôn phải nhắc đến nó như một thức uống thần thánh. Tuy nhiên, khi phỏng vấn du khách nước ngoài về thứ cà phê ở đâu khiến họ thích thú và muốn quay lại thưởng thức, thì có đến hơn nửa trong số họ nói rằng đó là Việt Nam. Với khả năng sáng tạo vô tận của mình, người Việt đã biến những ly cà phê đơn thuần thành những ly cà phê hảo hạng có độ gây nghiện cực cao. Mới đây, Michelin Guide đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi nhắc đến cà phê Việt Nam như một kiệt tác của nhân loại. Là thức uống thần thánh mà không giống với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vậy cụ thể sự việc như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay trong video hôm nay các bạn nhé! Các bạn thân mến, cà phê Việt Nam là một phần không thể thiếu của văn hóa và đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam và cũng đã trở thành một biểu tượng quốc gia được biết đến trên toàn thế giới. Dù có thể chúng ta không phải quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, nhưng những loại cà phê được người Việt pha chế lại luôn khiến bất kỳ thượng khách nào cũng không cưỡng lại được. Theo Michelin Guide, Cẩm nang Michelin, thì ở Việt Nam, cà phê không đơn thuần là một loại đồ uống, nó còn là một nghi lễ. Trong bài viết mới nhất, Cẩm nang Michelin đã cho rằng, nhờ người Pháp đưa vào giữa thế kỷ 19, cà phê ở Việt Nam vượt qua những biến động của lịch sử để trở thành một trong những cơ sở của di sản ẩm thực Việt Nam và thế giới. Cho những ai chưa biết thì việc một món ăn hay thức uống được Michelin Guide nhắc đến thôi đã đủ để khiến nó nổi tiếng trên toàn cầu mà không cần quảng bá. Được liệt kê trong Michelin Guide chính là một dấu hiệu của chất lượng và sự xuất sắc tuyệt đối. Với sự phổ biến của Michelin Guide trên toàn thế giới, việc được đánh giá có thể giúp cho nhà hàng hay một quốc gia nào đó thu hút khách du lịch quốc tế một cách đáng kể và tăng cơ hội tiếp cận với thị trường quốc tế, từ đó mở ra cánh cửa cho phát triển toàn cầu. Trở lại với video ngày hôm nay, có thể nói ngày nay cụm từ đi uống cà phê không chỉ bao hàm việc thưởng thức cà phê mà còn thể hiện tình bạn thân thiết giữa những người bạn hoặc thói quen trước khi bắt tay vào công việc của người Việt Nam. Cùng xem Michelin Guide đánh giá cà phê Việt Nam như thế nào các bạn nhé! Cà phê sữa đá biểu tượng của Việt Nam. Cẩm nang Michelin ví cà phê sữa đá như một viên ngọc quý trong số các loại cà phê ở Việt Nam. Món đồ uống truyền thống này được tạo ra từ cà phê bột, nước sôi nóng và sữa đặc có đường, sau đó hòa trong đá lạnh. Sự hòa quyện giữa vị đắng của cà phê với vị ngọt đậm đà của sữa đặc làm nên hương vị ấn tượng với thực khách, cẩm nang này giải thích. Theo Michelin, bắt nguồn từ những con phố nhộn nhịp của Sài Gòn, loại đồ uống mang tính biểu tượng này đã len lỏi khắp các ngóc ngách, từ các quán vỉa hè đến các địa điểm năm sao. Ngày nay, cà phê sữa đá đã trở thành thức uống chủ yếu của các nhà hàng Việt Nam trên toàn thế giới. Bạc xỉu hòa quyện ba nền văn hóa. Được tạo ra bởi cộng đồng người Hoa vào thế kỷ 20, bạc xỉu nổi lên là một dẫn chứng thú vị, hấp dẫn cho văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và cả Đà Nẵng, khi cùng lúc hòa quyện ba nền văn hóa Trung Quốc, Việt Nam và Pháp. Thức uống này thường được pha chế từ cà phê Robusta, loại cà phê mạnh mẽ và đậm đà phổ biến ở Việt Nam. Cà phê được pha trong phin lọc, sau đó được kết hợp với một lượng sữa đặc ngọt, tạo ra một tách cà phê có màu sắc và hương vị đặc trưng. Mức độ cà phê và sữa đặc thường được điều chỉnh theo sở thích cá nhân của người uống. Với hương vị đậm đà, ngọt ngào của sữa đặc kết hợp với độ đắng và mạnh mẽ của cà phê Robusta, cà phê bạc xỉu trở thành một thức uống quen thuộc và phổ biến trong đời sống hàng ngày của người Việt. Nó không chỉ là điểm đến quen thuộc của các quán cà phê địa phương, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết và chia sẻ trong cộng đồng. Cà phê trứng là một tuyệt tác của Hà Nội. Theo Cẩm nang Michelin, cà phê trứng là một sáng tạo của cà phê Việt Nam trong bối cảnh khan hiếm của thời chiến. Vào những năm 1940, khi giá đường và sữa tăng vọt, ông Giảng, người sáng lập quán cà phê Giảng ở Hà Nội, đã chuyển sang dùng lòng đỏ trứng, cộng với những bí quyết học được từ khách sạn Metropole và sức hấp dẫn của cà phê cappuccino để tạo ra món cà phê trứng chứ danh. Sự thay thế khéo léo đó đã tạo ra một lớp kem vàng độc đáo trên nền cà phê đắng đậm đà. Hương thơm của cà phê pha chế kết hợp với sự ngọt ngào và béo ngậy của lòng đỏ trứng tạo nên một trải nghiệm vị giác độc đáo và lôi cuốn. Và nhắc đến cà phê trứng là nhắc đến một biểu tượng ẩm thực không thể tách rời với thành phố Hà Nội, thủ đô của đất nước. Hà Nội với những con phố nhỏ, những ngõ hẹp và những quán cà phê truyền thống và đặc biệt là cà phê đường tàu là nơi mà cà phê trứng Việt Nam đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu. Đây không chỉ là nơi mà người dân Hà Nội thường đến để thưởng thức cà phê mỗi buổi sáng, mà còn là nơi thu hút sự chú ý của du khách quốc tế và người dân trong cả nước muốn khám phá và trải nghiệm một phần của văn hóa Hà Thành. Cà phê muối, cuộc phiêu lưu độc đáo.
cà phê muối thể hiện tinh thần của ẩm thực Việt Nam, hòa quyện giữa cà phê truyền thống, sáng tạo của thế kỷ 21, có nguồn gốc từ cố đô Huế. Cà phê muối được tạo ra từ hạt cà phê Robusta với một chút muối vừa đủ, dễ liên tưởng đến món caramel mặn đầy mê hoặc. Khi khuấy đều tất cả, vị mặn làm nổi bật vị cà phê đậm đà, đồng thời làm dịu đi vị đắng và tăng thêm vị ngọt và béo ngậy của sữa. Được trình bày theo từng lớp, sữa đặc ở dưới cùng, cà phê ở giữa và lớp kem ở bên trên, cà phê muối Việt Nam là một cuộc phiêu lưu ẩm thực độc đáo, mà theo Michelin thì đó là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới. Một cốc cà phê muối trước khi khởi hành một chuyến đi xa là một điều trên cả tuyệt vời. Nó giúp bạn tỉnh táo và sảng khoái trên chuyến đi, qua đó luôn tạo ra sự tập trung và an toàn. Cà phê cốt dừa, bản giao hưởng vùng nhiệt đới. Cà phê cốt dừa, một sự sáng tạo độc đáo trong thế giới cà phê của Việt Nam, là biểu tượng của sự đa dạng và sáng tạo trong văn hóa ẩm thực của đất nước. Với sự kết hợp tinh tế giữa hương vị đậm đà của cà phê và hương thơm béo ngậy của cốt dừa, cà phê cốt dừa đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của thế giới cà phê Việt Nam. Pha chế một ly cà phê dừa là cả một quá trình tỉ mỉ. Đầu tiên, nước cốt dừa được trộn với sữa đặc và đá viên cho đến khi đạt được độ mịn, mượt như nhung. Trong khi đó, cà phê đen được lắc mạnh trong chai cho đến khi hình thành bọt màu nâu nhạt ở trên bề mặt. Cuối cùng, cà phê được rót vào ly thủy tinh, sau đó là hỗn hợp nước cốt dừa cô đặc chảy chậm rãi, tạo nên một loại đồ uống có hương vị hấp dẫn. Theo cẩm nang Michelin, mỗi một ngụm cà phê cốt dừa đưa người uống đến một thiên đường nhiệt đới, và đó là thứ mà khi đến Việt Nam bạn phải thử nó nếu không muốn có một chuyến đi nhạt nhẽo. Cold brew, trái cây, nâng tầm thưởng thức. Mang đến một nét mới mẻ cho văn hóa cà phê của Việt Nam, cà phê cold brew, một dạng cà phê được ngâm lạnh, thay vì pha bằng nước sôi, đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân thành thị tại các thành phố nhộn nhịp như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Áp dụng phương pháp pha lạnh truyền thống, cà phê cold brew giúp cà phê Arabica 100% hòa quyện với tất thảy sự sống động, tươi mới của trái cây hoặc nước ép trái cây tươi như cam, vải thiều, mơ, nâng trải nghiệm thưởng thức cà phê lên một tầm cao mới cho những ai đang tìm kiếm thời gian nghỉ ngơi sảng khoái để đánh bại cái nóng nhiệt đới. Có thể thấy cà phê Việt Nam không chỉ là một phần quan trọng của văn hóa và đời sống hàng ngày của người dân, mà còn là một biểu tượng văn hóa đặc trưng của đất nước. Sự thịnh hành và đánh giá cao của cà phê Việt Nam từ Michelin không chỉ là một niềm tự hào cho người Việt, mà còn mang lại nhiều lợi ích to lớn cho quốc gia, bao gồm quảng bá hình ảnh của đất nước, thúc đẩy nền du lịch và tăng cường văn hóa. Thứ nhất, việc Michelin đánh giá cao cà phê Việt Nam giúp quảng bá hình ảnh đất nước trên toàn cầu. Với danh tiếng quốc tế của Michelin, việc được đánh giá cao trong hướng dẫn Michelin không chỉ là một niềm tự hào, mà còn là một cơ hội quý báu để cà phê Việt Nam được biết đến rộng rãi. Điều này không chỉ tạo ra một hình ảnh tích cực về đất nước, mà còn làm tăng cường lòng tự hào và niềm tin của người dân đối với sản phẩm quốc gia. Thứ hai, việc Michelin công nhận cà phê Việt Nam cũng thúc đẩy nền du lịch của đất nước. Cà phê đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua trong chương trình du lịch của nhiều du khách quốc tế. Sự đánh giá cao từ Michelin sẽ thu hút thêm du khách đến Việt Nam, đặc biệt là những người nổi tiếng, để trải nghiệm văn hóa cà phê đặc trưng của đất nước. Từ việc thưởng thức cà phê trong các quán cà phê địa phương cho đến việc tham gia các tour du lịch cà phê. Cuối cùng, việc Michelin công nhận cà phê Việt Nam cũng đóng góp vào việc tăng cường và bảo tồn văn hóa cà phê của đất nước. Cà phê không chỉ là một thức uống mà còn là một phần của lối sống và văn hóa của người Việt. Sự đánh giá cao từ Michelin sẽ giúp củng cố và bảo tồn các phong tục, truyền thống và kỹ thuật pha chế cà phê truyền thống của Việt Nam. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.